Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Romanxi 500, một dòng xe đạp cấu hình cao đến từ một cái thương hiệu mà cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe, thương hiệu XDS luôn cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cao giá rẻ và khung viền rồi các thứ cực kỳ là chắc chắn. Toàn bộ phần khung là nhôm. Model Romanxi 500, một cái model xe mà rất là đẹp, cấu hình cao rất đẹp, XDS khung 27.5 đứng với cặp vành bánh 27.5. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là khung xe các thứ là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm mà không thể tránh khỏi. Tổng thể xe còn rất là đẹp. Thiết kế khung những cái đường cắt kim cương này rất là khỏe khoắn, tạo độ cứng cáp. Sử dụng bộ đè sau là Shimano SLX, một dòng phụ tùng của Shimano mà nó gần như là cao cấp nhất của dòng địa hình SLX, với 10 tầng lít và 2 tầng đĩa. Đề này là đề DUG. Với những chiếc xe địa hình mới bây giờ thì hầu như là người ta sẽ tối giản đi cái phần đĩa. Chiếc cũ thì nó là 3 đĩa, còn mới nó sẽ là 2 đĩa hoặc là 1 đĩa bỏ gạt. Bộ xe là nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Từ cặp vành Romanxi theo xe này, vành 275, lốp còn khá là đẹp, mayer bi vòng, mayer bạc đạn bi vòng theo xe luôn. Mayer này cũng là theo xe nguyên zin luôn. Đùi trục rỗng, bộ đùi rất là đẹp, trục rỗng bình an. Thì những cái chi tiết cọc yên này, Santa thì ghi đông cổ phốt này. Santa là hãng phụ tùng sản xuất riêng dòng XDS các bác nhé, engine hết, cuộn bát thứ cũng XDS, chưa bị thay thế bằng cái gì. Phanh dầu Shimano và tay bấm DUG, tay bấm 10x3, có cái chuông, có chuông để luôn cho các bác. Giảm sóc là bộ giảm sóc hơi cũng là theo xe luôn, nguyên zin của xe nó sóc hơi. Giảm sóc vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 56 cm, thì xe của các bác đi từ khoảng 1m263 đến 7273 đi vào khoảng. Rất mượt mà. Dòng SLX nó là dòng cao cấp của Shimano, sử dụng các thứ chuyển động rất là sướng, nhẹ nhàng.
Chiếc xe này nó được bán bên em mức giá chỉ có là 10.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bởi bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.